Celebrate, what an imagination. Today we create a world of fabulous fun. There are hazards and risks if you can teach us to see. For you, the super villains to defeat. Be careful, be careful. Siêu nhân Abby. Sinh vật lạ không thích âm nhạc. Mọi thứ đã sẵn sàng để lập nên ban nhạc riêng của mình. Đúng là ý hay. Chơi cho một ban nhạc thật là điều tuyệt vời. Quên ngay đi, người sẽ không lập nên một ban nhạc. Mình sẽ không lập một ban nhạc. Chống lại chỉ vô ích thôi. Ta sẽ khiến sự buồn chán lan khắp thế giới. Người sẽ phải đối mặt với ta trước. Không, ta sẽ cho người biết tay. Lời cuối cùng người muốn nói là gì? Người bảo vệ đeo mặt nạ. Xuống xe đi các em, không còn nhiều thời gian đâu. Hôm nay có những ai vắng mặt nhỉ? Chỉ có mỗi Freddy thôi ạ. Đây là lần thứ ba em ấy không tới lớp học nhạc rồi. Con ruồi kia, nó bay vo vo cả tuần rồi, làm phiền cả lớp học. Nếu mình biết đây là lớp học nhảy, thì mình đã mặc đồ khác rồi. Thầy nói đến đâu rồi nhỉ? Có bạn nào ở đây chơi được nhạc cụ không? Em có thể chơi được guitar, em chơi được castanet, em chơi được thìa chai ạ. Hả? Thìa chai là gì vậy em? Cầm một cái thìa rồi gõ vào một cái chai ạ. Như vậy gọi là thìa chai. Nhưng đó không phải là nhạc cụ thực sự. Những thứ có thể dùng để tạo ra nhịp điệu đều có thể coi là nhạc cụ được. Như vậy thì mình cũng có thể chơi được nhạc cụ. Và chúng ta sẽ biến ý tưởng thành hiện thực. Bởi vì bài tập về nhà của các em sẽ là... Đúng là bài tập về nhà tuyệt nhất từ trước đến giờ. Và thầy nói rằng, tất cả bọn con phải lập nên ban nhạc của mình. Chơi, nhưng Abby, con đâu có chơi được nhạc cụ. Ý mẹ là sao ạ? Con chơi được sáo bong bóng. Đó là loại nhạc cụ con sẽ tự tạo ra. Bởi vì để tạo ra nhạc, thì tất cả những gì cần đến là trí tưởng tượng. Con chắc chắn có rất nhiều trí tưởng tượng rồi, Abby. Con có cần giúp một tay không? Có ạ, đây là những danh sách thứ con cần sẽ dùng đến. Nếu mẹ chỉ mua cho con máy ghi âm thôi thì sao? Chào Freddy, mình đang đi tìm cậu đây. Cậu biết là chúng ta phải lập một ban nhạc cùng nhau chứ? Mình không có hứng thú, nhưng nó có thể rất hay đấy. Việc đầu tiên chúng ta phải làm là lựa chọn loại âm nhạc mình sẽ chơi. Mình thực sự thích nhạc cổ điển, đàn violon và harmonica. Và mình nghĩ sáo bong bóng của mình sẽ rất hợp. Thật là nhàm chán. Chà, nhạc lãng mạn cũng thực sự hay đấy. Không, mà làm sao mình có thể chơi trong ban nhạc nếu mình không chơi được nhạc cụ nào? Ý cậu là sao? Âm nhạc luôn ở bên chúng ta mà. Cậu chỉ cần chú ý thôi, thấy chưa? Mình phải nói là nghe thấy chưa chứ. Ngoài ra mình có thể tự tạo ra nhạc cụ. Đó là sáo bong bóng. Mình có thể tạo thêm cái khác cho cậu. Cái đó là gì? Thật là kỳ cục. Này chờ đã. Freddy đừng thế mà, nghe này. Cậu thấy chưa? Âm nhạc ở khắp mọi nơi. Sao cậu lại có thể không thích chứ? Bởi vì... Âm nhạc chỉ dành cho người thua cuộc. Như ngươi, như cậu. Ôi không, cậu ấy đang bị tên sinh vật lạ không thích âm nhạc điều khiển. Đây là nhiệm vụ dành cho Abby. Careful. Tên sinh vật lạ không thích âm nhạc kia, hãy để Freddy được chơi nhạc. Không, ta đã khiến thằng bé không thích âm nhạc, để ta có thể khiến sự buồn chán lan khắp thế giới. Bỏ cuộc đi, ta không chịu được âm nhạc và ta sẽ khiến tất cả mọi người không thích nó giống ta. Vậy là ngươi không chịu được âm nhạc. Không, ngươi làm gì vậy? Nhận lấy này. Không, ta đang vui và ta không muốn, ta thực sự buồn chán. Không, dừng lại.
Ở trong đó người sẽ không gây rắc rối được nữa. Thêm một rắc rối khác được Abby giải quyết. Này, cậu không thấy sao? Cậu đang tạo ra âm nhạc đấy. Đúng vậy. Thấy chưa? Cậu không cần phải biết chơi nhạc cụ mới có thể tạo ra âm nhạc. Abby, cậu hoàn toàn đúng. Chơi nhạc trong một ban nhạc thật là hay. Mình có thể sẽ thích loại nhạc kỷ Jura này đấy. Nhạc cổ điển chứ? Hay lắm, thật là tuyệt. Các em có muốn nói gì với khán giả không? Hãy nhớ rằng âm nhạc ở xung quanh bạn và chúng ta có thể vui vẻ chơi nhạc. Thư giãn và vui vẻ là điều rất quan trọng. Đó là lời khuyên từ Abby Kefo. Người máy lãng phí. Con vẫn không hiểu tại sao nhà mình không thể đến bãi biển. Delphine, bố mẹ đã giải thích với con rồi mà. Bãi biển ở quá xa nên chúng ta không thể đi và về chỉ trong cuối tuần được. Mà con cũng muốn gặp ông bà đúng không? Vâng, nhưng con thích gặp ông bà ở bãi biển hơn. Hãy cắm phích điện vào và tiếp tục sử dụng điện. Các người càng lãng phí năng lượng thì ta càng trở nên mạnh hơn. Dừng lại, người máy lãng phí. Người sẽ sử dụng hết tất cả năng lượng dự trữ của hành tinh này mất. Ta chỉ được lập trình để làm một điều, là lãng phí năng lượng. Ta sẽ không để ngươi biến ta thành kẻ bị ngươi điều khiển đâu. Bố ơi, bố bật máy sửa lên một chút được không ạ? Em kiểm tra thời tiết trên máy được không? Hy vọng chúng ta không gặp phải bão tuyết. Được ạ, để em xem có ổn không. Đang kết nối với vệ tinh. Mẹ cắm điện máy trò chơi của con được không? Hết pin rồi ạ. Nếu bạn muốn được hướng dẫn ăn uống trong vùng này, hãy ấn phím 1. Mình quên mất rằng khi sử dụng tất cả những thứ này, thì xe sẽ tốn nhiều xăng hơn. Lãng phí năng lượng. Các cháu đến rồi. Thật vui khi được gặp các cháu. Abby, cháu lớn hơn nhiều đấy. Nhưng Delphine đâu rồi? Chào ông, chào bà. Lạnh quá, lạnh quá. Có chuyện gì xảy ra với thằng bé vậy?
Không có gì đâu ạ. Thằng bé thích tới bãi biển. Bố cũng biết là nó thích biển thế nào mà. Đừng lo ạ. Bố sẽ thấy rằng ngay khi chơi trên tuyết thì thằng bé sẽ quên bãi biển ngay thôi. Delphine, em đã chạy vào trong nhà mà không nói chuyện với ông bà. Em đang làm gì thế? Chào mừng đến với bãi biển của Delphine. Em thích biển quá rồi đấy. Nhưng em có cần phải bật tất cả những thứ này lên không? Nó là để tạo không khí như ở biển thật ạ. Em không muốn ra ngoài và chơi trên tuyết sao? Có ạ, nhưng rất lạnh. Thế là cách tốt nhất để giữ ấm là gì? Tất nhiên rồi, em ngốc thật. Em sẽ theo chị ngay. Mình là nữ siêu anh hùng. Tại sao lại rơi vào lưng tôi? Sao lại rơi vào lưng tôi? Em lạnh quá, em lạnh quá. Em sẽ ở trong nhà. Cắm điện vào lại cho ta nào. Có phải đó là người mày lãng phí không? Không thể nào, mình phải kiểm tra xem. Cẩn thận đấy, Abby, tuyết trơn lắm. Bố mẹ và bà sẽ đi chào hàng xóm rồi về ngay. Mẹ muốn con ở nhà với ông thật ngoan. Giờ bật tivi lên. Có thể có chương trình hay đang chiếu. Bật tivi, chương trình hay. Giờ nước trong hồ bơi của ngươi sẽ bị lạnh. Ngươi cần thêm nhiều nước nóng. Hồ bơi của mình, thêm nước nóng. Đừng tắt đèn, hãy lãng phí thêm điện. Ngươi muốn ăn bỏng ngô chứ? Đi bật lò nướng lên nào. Bỏng ngô, bật lò nướng. Dừng lại, tên người mày lãng phí kia. Người ngừng việc lãng phí năng lượng ngay. Một cô bé không ngoan muốn cản trở kế hoạch của ta. Đầu hàng đi, nếu không người sẽ phải đối mặt với Abby. Careful. Một nữ siêu anh hùng không ngoan muốn cản trở kế hoạch của ta. Có lẽ người sẽ thích giúp bọn ta. Lãng phí năng lượng. Ôi không, mình không thể lại gần hắn. Người hắn tỏa ra hơi nóng quá. Trong chuyện nói rằng càng lãng phí năng lượng thì hắn sẽ càng mạnh hơn. Tất nhiên rồi, đó chính là câu trả lời. Này, ta đoán là ngươi không đuổi được ta đâu. Tên kia, ta sẽ đuổi được ngươi. Đứng yên và chiến đấu xem nào. Nếu ngươi muốn vậy, giờ ngươi không thắng được ta đâu. Ngươi chỉ làm được đến thế thôi à. Ta sẽ cho ngươi thấy. Ngươi bị ta gạt và lại tiền ta quá rồi. Giờ ngươi sẽ cảm thấy nhận được sức nóng từ năng lượng nhiệt. Năng lượng của ta đâu hết rồi. Ta biết mà, càng lãng phí ít năng lượng thì ngươi sẽ càng yếu. Đến lúc ngươi bị tắt rồi. Không. Em lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá. Ngày xưa ông bà không có điện đâu. Nên khi củi cháy hết, ông bà thường phải tập thể dục để ấm người. Như thế này. 1, 2, 1, 2. Sao lại rơi vào lưng tôi? Sao lại rơi vào lưng tôi? Hãy nhớ tắt hết những thiết bị điện bạn không dùng. Bởi vì đảm bảo rằng bạn không lãng phí năng lượng là điều rất quan trọng. Đó là lời khuyên từ Abby. Careful.
Siêu nhân Abby. Abby, careful. Kai Miro, kẻ điều khiển. Hello. Xin chào. Bất ngờ chưa? Chúc mừng sinh nhật Abby. Nhưng con tưởng nhà mình sẽ tổ chức tiệc vào cuối tuần cơ mà. Mọi người đều nói là hôm nay có chuyện quan trọng phải làm. Chẳng có gì quan trọng hơn là ở cùng với gia đình trong một ngày đặc biệt cả. Đúng vậy, và không chỉ có riêng một dịp đặc biệt đâu. Hãy ước và thổi nến đi nào cháu. Ước cho em vượt qua hết các kỳ thi năm nay đi ạ. Con ước điều gì thế? Con ước rằng gia đình tuyệt vời của chúng ta sẽ luôn bên nhau như ngày hôm nay. Thật là lãng phí. Nếu em mà thi trượt môn toán thì là tại chị đấy. Đến lúc tặng quà cho cháu rồi. Đây là quà của ông và bà tặng cháu. Đó là một con diều, cảm ơn bà. Bà không cần làm vậy đâu. Và đây là quà của em. Lưới bắt cá à? Mà à, Bình thích câu cá từ bao giờ vậy? Đây là thứ duy nhất mà tiền tiết kiệm của con có thể mua được đấy. Lại đây nào em trai. Cảm ơn em rất nhiều, thật tuyệt. Và đây là quà của bố mẹ. Trò chơi à? Thật tuyệt. Chúng ta chơi luôn được không ạ? Tất nhiên rồi, đây là trò chơi mà cả gia đình có thể chơi cùng nhau. Em bật TV lên làm gì vậy? Chúng ta chuẩn bị đến trường mà. Chỉ một chút thôi, được không ạ? Nhanh lên nào hai con, chúng ta sẽ muộn mất. Và hôm nay là một ngày quan trọng ở trường. Đúng vậy, hôm nay là ngày gia đình đấy các con. Chị Abby ơi, thế còn cậu bé trong phim được khỉ nuôi dưỡng thì sao ạ? Cậu bé đó sẽ đến trường cùng ai trong ngày gia đình? Chắc là phải với những con khỉ rồi. Những con khỉ à? Sao gia đình cậu bé đó lại là khỉ được? Chúng chăm sóc cậu ấy, dạy cậu ấy mọi thứ chúng biết. Chúng yêu thương và bảo vệ cậu ấy. Một gia đình có thể là một người, hoặc nhiều người, hoặc là khỉ, hoặc là gì cũng được. Thế còn Matthew thì sao ạ? Cậu ấy không có bố, và sống cùng với mẹ và ông bà cậu ấy. Họ có phải là gia đình cậu ấy không? Chính xác. Thế còn Jonathan thì sao ạ? Cậu ấy có hai căn nhà, là của bố và mẹ cậu ấy. Tất cả họ đều là gia đình của cậu ấy. Thế nếu cậu bé trong phim không phải được khỉ nuôi dưỡng mà là bò thì sao ạ? Thế bò có phải là gia đình của cậu ấy không? Phải. Thế nếu cậu ấy được khủng long bạo chúa nuôi dưỡng thì sao ạ? Anh rất thích ngày gia đình. Đúng là cơ hội tốt để được biết gia đình các bạn của Abby và Delphine. Chuyện gì vậy? Có vẻ như lốp xe bị xì rồi. Xin lỗi thầy, vì chúng tôi đã tới muộn. Xe của chúng tôi bị thủng lốp trên đường. Chúng tôi cũng bị kẹt bên ngoài trường. Khi mở cửa thì chìa khóa đã bị gãy và kẹt bên trong ổ khóa. Trời ơi, hết bánh xe lại đến cửa. Cứ như ai đó đang muốn làm hỏng ngày gia đình vậy. Ai lại có thể làm điều không tốt như vậy chứ? Lẽ ra ta đã phải đoán ra rồi. Đó là Camaro, kẻ điều khiển. Ta là Camaro, kẻ điều khiển. Và ta sẽ làm hỏng ngày gia đình của mọi người. Bởi vì gia đình của ta không quan tâm đến ta. Họ không hề tổ chức tiệc tùng hay gì cả. Có thể vì họ không thể. Nhưng chẳng có lý do gì lại không thích gia đình của mình cả. Vì họ đều là người quan trọng nhất trên đời. Không ai trong số họ yêu thương ta cả. Nhìn vào những sở thích của ngươi thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Khi họ không thể để ngươi làm những gì ngươi muốn, ta đoán họ rất thương ngươi. Không, ta không tin ngươi. Ta sẽ cho ngươi thấy. Có vẻ như đây là nhiệm vụ dành cho Abby Kefo. Cảm ơn bà. Cảm ơn em trai. Và thêm một chiến thắng cho. Có lẽ mình không nên nói quá sớm. Và bây giờ ta sẽ cho ngươi biết tay. Cảm ơn bố mẹ. Nhờ vào sự giúp đỡ của gia đình, ta đã chiến thắng Camaro, kẻ điều khiển. Nói chung là kẻ không tốt. Giờ mọi người có thể vào được rồi ạ. Cảm ơn Abby. Em không gặp chú thợ khóa à? Chú ấy đang ở trong trường để sửa khóa. Thợ sửa khóa à?
Ít nhất cô bé cũng phải để dụng cụ lại cho mình để có thể mở được khóa này chứ. Giúp tôi với, tôi muốn về nhà với gia đình. Mẹ ơi! Đây là bố mẹ mình. Và gia đình mình luôn đi mọi nơi cùng với nhau. Mình sống cùng với mẹ mình. Đây là chú Thomas, là chồng mới của mẹ mình. Và đây là bố mình. Và họ đều rất yêu thương mình. Vì mình không phải do khỉ, bò hay khủng long nuôi dưỡng, nên đây là gia đình của mình. Và hãy nhớ rằng, dù bạn có một gia đình như thế nào, thì tình thương của họ là điều quan trọng nhất. Đó là lời khuyên từ Abby Careful.